Vâng, xin chào quý bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Và đây là chiếc Honda CR-V màu trắng phiên bản G, là phiên bản thứ hai trong 3 phiên bản mà Honda CR-V lắp ráp được bày bán và phân phối tại thị trường Việt Nam. Cái mẫu G này thì mình đã làm khá nhiều video đánh giá và phân tích. Thì đây là mẫu xe theo mình nghĩ là đáng mua nhất của dòng Honda CR-V. Với cái phiên bản lắp ráp tại thị trường Việt Nam mới ra mắt đầu tháng 8 vừa qua. Cụ thể thì cái mẫu xe này có mức giá niêm yết là 1 tỷ 043 triệu đồng. Và chiếc xe này là chiếc xe được làm có thể nói là full hết tất cả các phụ kiện có thể làm và hợp lý nhất cho mẫu Honda CR-V. Thì mình cùng xem thì full phụ kiện của nó đến gần 20 món phụ kiện thì sẽ có những cái phụ kiện gì. Điểm nhanh qua về chiếc xe thì đây là mẫu lắp ráp Việt Nam, chúng ta có thể nhận biết ngay qua cái mặt ca lăng mới và cái hệ thống radar cũng như là Honda Sensing được trang bị ở trên xe. Mẫu xe này cũng chưa có quá nhiều khách hàng được trải nghiệm lái thực tế vì ở một số tỉnh thành chúng ta vẫn chưa có biểu thuế để đi đăng ký đăng kiểm cũng như là ra biển đó. Chiếc xe này được bán và được khuyến mại đến hơn 20 món đồ phụ kiện theo xe và khách hàng khá là ưng ý khi được tư vấn lựa chọn cái mẫu phụ kiện như này. Cụ thể thì 20 món này bao gồm, chúng ta nhìn ở đây, đi ngoài xe trước đi, chúng ta sẽ có giá trị nhất là một bệ bước chân. Đây, bệ bước chân lên xuống này. Đấy. Cái bệ này hơi bé, tuy nhiên thì chúng ta phải mở cửa ra. Đấy, bước này thì nó mới thoải mái được. Một bệ bước chân này, một ốp họng chống xước, đó. Ốp nắp bình xăng. Những cái tiểu tiết này thì thông thường đa phần các xe đều lắp, và với CRV thì mình không khuyến khích khách hàng làm vè che mưa hay là thanh giá nóc vì nó làm mất đi cái thiết kế tổng thể của xe. Đó, nhìn nó cũng không được trẻ trung hơn là bao nhiêu. Ở phía trong thì hơi tối, tuy nhiên thì chiếc xe này được trang bị một nẹp bước chân chống xước có đèn này, đèn cái nẹp bước chân này. Có một thảm, đây là thảm nỉ nhé, thảm nỉ trải sàn này. Đấy. Xe này đã được trang bị sẵn là khâu trải sàn da phía dưới này, bọc vô lăng thể thao này. Đó. Bản này thì không được trang bị sạc không dây, tuy nhiên thì mình cũng tặng khách hàng sạc điện thoại thông thường. Đấy, cái tẩu thuốc thì bây giờ nó sẽ chuyển xuống dưới này. Đi kèm với đó là bao da đựng chìa khóa này, ví da đựng giấy tờ này, đều là của Honda chính hãng. Đó. Nước hoa kèm theo xe. Đây, nội thất của Honda CR-V có một số cái điểm hay nữa như là bộ đây thì mình để lên. Chúng ta sẽ có cảm biến áp suất lốp này. Đấy, chúng ta có ở đây bộ cảm biến áp suất lốp này. Đấy, tất cả là bơm bánh từ 2,2 đến 2,3 cân. Bộ áp suất lốp này cũng sẽ được hiển thị ở đây, khá là tiện để quan sát cũng như là công tắc tắt bật những cái tính năng mới của Honda Sensing. Đó. Một điều nữa là hệ thống gương thì cái option cụp gương và lên kính tự động. Đấy, chúng ta sẽ gương thì vẫn là gương chỉnh điện. Tuy nhiên thì khi chúng ta bấm khóa à, mình khóa cửa này. Đấy, một option nữa với những chiếc xe CR-V mới thì ngoài việc chìa khóa ra khỏi khoảng cách xe tự khóa thì cái option cụp gương lên kính này. Đấy. Cụp gương lên kính và lên kính khi chúng ta quên không lên kính từ xa. Đấy, nó cả lên kính từ xa và cái cụp gương điện là những option tặng thêm.
Rồi, nhiều nhất là có thể nói là ở phần cốp sau. Thì cốp sau của Honda CR-V chúng ta có một bộ ốp trang trí cốp sau này. Đấy, ốp mạ chrome này, có một trải cốp này để đồ này cho sạch này, không bị nó đi trời mưa đấy, đồ bẩn thì chúng ta cái trải này là trải cao su nên là nước mưa hay là những cái đồ ướt thì chúng ta yên tâm là sàn nỉ nó sẽ không bị bám và cũng bị bẩn. Ở đây có trải thảm cao su đã cắt đấy. Ngoài việc có trải sàn nỉ thì mình tặng thêm khách hàng một bộ trải cao su, một bộ vá lốp khẩn cấp cũng như là bơm điện. Đây, bơm điện này, vá lốp này, bạt theo xe, đấy, bạt phủ xe. Thì mẫu xe này được tặng đến ngoài những cái tặng thêm này, chúng ta có một năm bảo hiểm thân vỏ cũng như là một năm gia hạn bảo hành. Đó, tổng giá trị phụ kiện thì lên đến hơn 50 triệu. Rồi, quý khách hàng có nhu cầu thì đây là mẫu xe khá là đáng mua, và với cái mức khuyến mại như này mình nghĩ là rất nhiều khách hàng sẽ ưng và nó cần thiết cho cái chiếc xe mà quý khách hàng dự định. Mọi chi tiết về giá bán, chương trình khuyến mại cũng như là thủ tục tư vấn trả góp thì vui lòng liên hệ trực tiếp với mình qua like đang đính kèm trên video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.